một chiếc xe nữa để dành cho những dân chơi đam mê cái bộ môn gọi là xe nó đẹp đẹp, nam tính nhưng mà ít tiền. Hôm nay thì em lại mang về cho bác một chiếc xe Ford Escape, một thương hiệu đến từ Mỹ rất là nổi tiếng luôn. Nhìn thì cứ tưởng là con này 3-400, ai ngờ 139 triệu đồng. Các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe mang màu sơn vàng cát, hai cầu, máy 3.2, à nhầm xin lỗi các bác, 2.3. Về sau con này là động cơ Y nhá các bác. Máy 2.3, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 8 lít đến 10 lít trên 100 cây. Bây giờ dòng xe rất là bền bỉ đến từ thương hiệu của Ford, và riêng dòng Ford Escape cũng là một cái dòng xe Ford rất là nam tính, đẹp đẽ, mạnh mẽ, trẻ trung. Nên bác nào mà yêu thích cái dòng này thì đây là một sự lựa chọn hợp lý cho các bác luôn. Bản 2.3 nên là chiếc xe nó không có cửa sổ trời các bác ạ. Và chiếc xe này thì mang biển 30A60528, biển Hà Nội thủ đô luôn nhá. Xe còn ngoan, chất còn cứng, máy số thì êm, khỏe, bền. Và cái dòng này thì thực sự là một cái dòng xe mà nam tính chạy rất là sướng luôn. Gầm cao, máy khỏe, 5 chỗ ngồi. Đấy, với cái mức tiền loanh quanh như em này thì em đang bán là chỉ 139 triệu đồng. Thì đây sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Các bác chỉ cần bỏ ra một cái số tiền vừa phải thôi, nhưng mình có đã một chiếc xe đến từ thương hiệu Mỹ, một chiếc xe máy khỏe ngon, và xe thì cam kết đảm bảo anh em là không có đâm đụng, không va chạm tai nạn ngập nước và không có phạt nguội nhá. Pháp lý giấy tờ hồ sơ thì bên em đảm bảo hết cho các bác luôn. Và đây cũng là một cái mẫu xe kiểu dáng rất là thể thao, nam tính, mạnh mẽ, form đèn vuông. Đấy, form đèn vuông đẹp luôn. Và em này được độ đèn kể cả đèn bi gầm ở dưới này cho đến đèn led ở phía bên trên, nên là ánh sáng thì của xe thì đi đêm rất là khỏe. Và em này thì được cái là máy nổ rất là êm và vừa phải, với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 10 lít trên 100 cây. Một mức tiêu thụ để dành cho những người có điều kiện kinh tế vừa phải, muốn mua một chiếc xe để tránh mưa tránh nắng và đặc biệt là đi lại an toàn vào bản thân. Em này thì đã được xì tút xì tát lại rồi, về là các bác chỉ việc gọi là đi thôi, không phải làm gì nữa nhá. Dàn lốp dày, la răng đúc thể thao, đấy, phanh đĩa hai bánh trước và đằng sau phanh tăng trống. Và chiếc xe này là một chiếc xe số tự động chứ không phải số sàn. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024 và bên em đang bán với giá là 139 triệu đồng. Các bác đã có ngay được chiếc xe này rồi, full tiền đấy ạ, chứ không phải trả góp đâu nhá. Vâng, chỉ 139 triệu đồng thôi. Em này thì điều hòa mát, đấy, tất cả các chức năng bình thường, có màn hình, có cam lùi cho các bác. Và ghế nội thất của xe thì vẫn còn tươi rói rói luôn. Đèn nóm này các bác nhìn này, vẫn còn trong như thế này đây. Và xe thì cũng là một mẫu xe đi ít, lăn bánh gần loanh quanh 20 vạn. Thế nhưng mà đây là một chiếc xe đời 2004, cũng là một chiếc xe đời sâu một chút, 20 năm rồi. Nhưng mà đồ Mỹ thì nó chạy vẫn là bền bỉ và chất luôn. Đấy các bác nhìn này, form xe từ cái nhìn hậu, từ phía đằng sau, từ phần đèn, đây các bác nhìn toàn bộ phần đèn của xe này vẫn còn trong nhá. Cái này cái này thích này là bác chủ cũ, bác ấy giữ xe rất là cẩn thận luôn. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luật là. Hậu sau là hai bên, đấy các bác nhìn nhá, đèn sau, hậu sau rất là rõ ràng. Và có cảm biến lùi phía đằng sau, đấy, cảm biến phía đằng sau đây. Em này thì được cái là bác ấy giữ xe nên là nhìn đến bây giờ cái chất xe nó vẫn còn rất là ok. Đấy, kể cả là phần từ hậu sau đây, đấy, cốp mở nhẹ nhàng. Có cái phần lót sàn đằng sau thì cái này là toàn bộ cái dàn áo ghế của xe. Thì này em để nguyên đây, đấy, vừa mới về xong dàn áo ghế còn để nguyên nhá. Và lót sàn đồ nghề các thứ thì để phía dưới này. Đấy, không thiếu một cái gì. Và chiếc xe này cũng là một cái dòng xe chạy rất là bền bỉ luôn. Động cơ máy 2.3 hai cầu. Đấy, máy 2.3 hai cầu. Nên là cái dòng này chạy rất là lành. Đấy, ăn xăng rơi vào tầm khoảng 10 lít trên 100 cây. Và cái tính ra thì khoảng tầm 2.500 đồng trên 1 km với một chiếc xe kiểu dáng đẹp như thế này thôi. Đấy, 2.500 đồng nha các bác nhá. Đấy, khoảng để đồ phía đằng sau của xe thì cũng tương đối là rộng rãi, không bị chật bí thế nào, không bị nhỏ như là những cái mẫu hatchback nhá. Và đây cũng là một cái dòng xe chạy rất là ổn định. Đấy, máy khỏe và lành, không hề bị hỏng vặt giữa đường. Đấy, nội thất bên hàng ghế phía đằng sau của xe cũng như là hàng ghế trước thì đều bằng da. Và con này là da, nó là da zin, da xịn, nên là cái da nó rất là mềm. Đấy, da nhăn rất là mềm và cao cấp luôn. Đấy, các bác nhìn toàn bộ phần da của xe này. Trần thì riêng em này là điểm 10 luôn. Đây các bác nhìn trần đây này. À, riêng em này trần điểm 10. Điểm 10 cho chất lượng, toàn bộ trần là bằng nỉ và không bị sổ lông. Đấy, còn nguyên luôn nhá, trần còn rất là đẹp, sạch sẽ, tapi kính điện các thứ là hoạt động hoàn toàn bình thường. Và chỉ keo cánh của xe là còn zin. Đấy, cam kết đảm bảo anh em là không có lỗi lầm, không đâm đụng, không ngập nước. Đấy. Sơn sườn tôn vỏ thì xe căng. Và cái này thì được dán chống ồn hết rồi. Đấy, và anh em thì yên tâm là chỉ việc đi thôi. Nói chung là anh em mà thích cái dòng xe gọi là vừa lành vừa bền,
và muốn mua một chiếc xe khỏe đi địa hình hai cầu thì đây là một sự lựa chọn cũng rất là hợp lý luôn. Đấy, giá tiền vừa phải nhá, giá tiền thì rất là phù hợp, vừa phải với túi tiền, mà mình lại có một chiếc xe đấy, kính điện lên xuống nhẹ nhàng, hai bên kính này lên xuống bình thường đấy, kính là lên xuống ok. Toàn bộ nội thất của xe thì vẫn còn sạch sẽ và đẹp luôn, chứ không hề bị cũ như là những cái dòng xe mà chạy nhiều năm. Đấy, em này thì được cái là chạy là được 26 vạn. Đây, 26 vạn này này. Đồng hồ 26 vạn luôn nhá. Và vô lăng vẫn còn đẹp. Vô lăng là không hề bị gọi là mất hay là sần hẳn, mà nó vẫn còn nguyên như này đây. Cái nhựa này là nhựa zin nguyên bản của vô lăng luôn. Đấy, có túi khí đầy đủ an toàn. Và em này thì có màn hình nhá. Đây, em sẽ nổ máy luôn cho các bác để cùng xem về chiếc xe này. Đấy, máy thì nổ êm thì thầm luôn à. Đấy, và mặt táp lô xe đây không có lỗi luôn. Các bác nhìn táp lô này còn đẹp luôn này. Đấy, và chất xe thì máy của chiếc xe với màn hình của chiếc xe này đang sử dụng màn Android hơi nhỏ một chút, nhưng mà cái này thì nó nhiều thực đơn phết các bác, nhiều cái chức năng tích hợp trên đây. Cái này là cam trước, ô cam trước cũng có này các bác ơi. Đấy, cam tiến, cam phía trên trước, điều hòa. Và cầu của chiếc xe là hai cầu nhá, con này là hai cầu, mẫu xe hai cầu. Gạt mưa gạt kính thì bình thường, không chê được cái gì, cần số. Đấy, nước phun này, đầy đủ. Động cơ thì máy con này thì êm loạt rồi. Động cơ máy của chiếc xe đang là động cơ máy 2.3. Mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 10 lít trên 100 cây. Đấy, đèn pha của xe này. Đấy, bóng ánh sáng rất là mạnh mẽ nhá. Và em này thì máy nó êm thi thầm luôn. Đấy, về hơi tối một chút các bác thông cảm. Động cơ máy 2.3 thì cam kép DOHC 12 van à 16 van. Đấy, máy khô ráo êm ruột. Còn đâu là xe nó hay lìa đã tư rồi thì nó cũng hơi cũ theo thời gian này các bác thông cảm nhá. Đầu răng đầu sườn của xe là còn nguyên. Đấy, hai tay đầu của xe là còn nguyên này. Và phần mặt đấy, mặt vách này, vách của xe là còn nguyên. Đấy, máy nổ rất là êm. Và xe là không có hơi thừa hơi khói này các bác yên tâm. Đấy. Và bộ phần đèn của xe đây, trong vắt luôn, đèn này, tai đèn này. Đấy, tai đèn nó còn thẳng căng luôn. Và không hề có lỗi nhá. Xe này cam kết đảm bảo là xe không có đâm đụng. Đấy, toàn bộ kể cả cabo. Ốc cabo đây, chờ em chống cabo này cái. Kể cả là phần ốc cabo này các bác ơi. Đấy, các cái lỗ cabo này nó còn tròn đều luôn. Đấy, và cái này thì bên em cũng đã kiểm tra hết rồi. Đây là về các bác yên tâm là chỉ việc chạy thôi. Còn cái dòng này thì sử dụng động cơ máy xăng 2.3. Máy nó là máy ngang. Đấy, máy ngang. Đấy, hơi thừa hơi khói là không có nha, không có dầu mỡ này. Đấy, không có hơi thừa hơi khói. Máy rất là khô và sạch luôn. Đấy, để các bác yên tâm. Và cái xe này thì được bảo dưỡng định kỳ rồi. Thế nên là về cái độ lành, độ bền thì riêng cái dòng này thì các bác yên tâm. Đấy. Con này nếu mà là sử dụng động cơ 3.0 thì nó sẽ là động cơ V6 nhá. Còn đây là một chiếc xe sử dụng động cơ máy chữ Y, máy chữ Y 4 máy và động cơ là 2.3. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe nó sẽ ít hơn. Đương nhiên là bản này sẽ là bản thấp hơn cái dòng 3.0. Nhưng 3.0 thì nó ăn xăng khoảng tầm 12 lít. Còn cái dòng này thì nó là ăn xăng khoảng tầm 10 lít. Đấy, thế nhưng mà với một cái chiếc xe form đẹp như thế này, kiểu dáng trẻ trung và nét căng như thế này, thì thực sự đây là một chiếc xe đáng đồng tiền bát gạo các bác ạ. Vâng, giá vừa rẻ vừa hợp lý luôn nhá. Đấy, dàn lốp này, đấy, các bác nhìn này, dàn lốp vẫn còn tầm khoảng 80%. Lốp 25-70, la răng 16, lốp này là 29. À, 29 đến bây giờ vẫn còn lốp Michelin nhá. Vâng, lốp Michelin vẫn còn nguyên. Và các cái lòng cua lốp của xe là không có mục vọt, không hề mục vọt tí nào, sơn sườn đẹp, sạch sẽ. Đấy, các bác về yên tâm là chỉ có việc gọi là chạy thôi, không phải làm gì. Pháp lý giấy tờ hồ sơ thì bên em đảm bảo chuẩn chỉ cho các bác nhá. Nên các bác yên tâm. Đấy, đóng mở nhẹ nhàng, êm thiên thiết. Và cái dòng này thì nói chung là chạy ngồi trong xe thì rất là đầm và chắc. Đây, gầm bên này, đây, các bác nhìn gầm bên này. Gầm điểm 10 cho chất lượng luôn, đúng không chê được câu nào. Đấy, 2004 với một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ. Đấy, con này thì được cái số tự động, gảy số rất là nhẹ nhàng và êm ái luôn. Đấy, không hề có lỗi tí nào. Đấy, em về em chỉ việc gọi là đi thôi. Và xe thì bao chuẩn chỉ bao chất cho các bác. Nếu bác nào mà thích cái dòng này thì alo ngay cho em nhá. Con này em bán giá đúng 139 triệu đồng thôi. Đấy, quá rẻ cho một chiếc xe tuyệt vời đến từ thương hiệu của Mỹ. 2004. Đấy,
xe đi vào các cái chỗ sóc, chỗ gồ ghề, nhưng mà nó không hề có cái hiện tượng gọi là bị rung, bị lắc hay là bị bật như nào. Nội thất bên trong xe thì tương đối là sạch sẽ, rộng rãi, trần nỉ thì đấy, điểm 10 cho chất lượng luôn. Nỉ không biết sổ lông là gì. Và bác nào mà thích cái dòng này thì alo ngay cho em Vũ Duy Auto. Vâng, rất vui khi được các bác có những chiếc xe tuyệt vời. Và em Vũ Duy Auto thì chuyên các cái dòng xe giá rẻ khu khoang, 139 triệu đồng cho chiếc xe tuyệt vời này. Cảm ơn các bác nhé và hẹn gặp lại. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.